Có lẽ nó cũng lý giải tại sao mà E-Arena ở trong mùa giải PGS 4 thì không chỉ là một đội tuyển mạnh về tay nữa mà cả về điểm hạng họ cũng rất nhiều. Nhưng mà đại diện đồng hương của họ Vali Thái thì có vẻ đang gặp khó rồi. Đổi được mạng đến từ Unique thật đấy, nhưng liệu rằng có là kịp để có thể hỗ trợ người đồng đội của mình hay không đây, khi mà Nan cũng đã lên xe và di chuyển về cực kỳ nhanh. Cực kỳ khổ cho bên với cái team New Happy, không chỉ bắn vào từ Vali Thái mà còn bị bắn cả từ Twisted My. Bắt buộc phải lên xe để có thể sủi rồi, và cũng may mắn dành cho New Happy. Với việc mà Unique bị knock out thì có lẽ là Vali Thái cũng sẽ cần phải chơi chậm lại để có thể đảm bảo cái lượng nhân sự của mình. Có vẻ như Pero đang đợi những người ở khu vực Búp San Sao có thể về được cùng, còn với Falcon ở đây thì họ không đợi được ai cả. Nộp mạng à? Một con xe đi qua không khác gì shipper đến cái đội của team Falcon hết. Đã nghe ra được những tiếng xe của Vali Thái đến từ E-Arena rồi, nhưng Fax lại là người knock out đi được mạng này. Người confirm thì đương nhiên là vị trí của E-Arena Lerik thôi. Có vẻ những người Thái họ đang phải va vào nhau, và Jacob góc bắn free shot cực kỳ dễ dành cho Jacob để có thể knock out đi được Unique, và sẽ có những quả nết để có thể lùa nốt các thành viên còn lại của Vali Thái ra. Pha mở góc rất rộng đến từ Jacob và khó để Maclose phải cover đồng đội mình trong pha này rồi. Vâng, Jacob đang tiếp cận lại gần hơn. Kiss cũng như Maclose sẽ xử lý thế nào đây? Unique pha này trông rất giống là đi luôn rồi. Jacob sẽ không bỏ lỡ cuộn confirm rõ ràng như vậy, nhưng lập tức thì đó là Lerik cover đồng đội của mình. Maclose rất cố gắng nhưng không thể knock out được Jacob. Và đội của Vali Thái trông rất giống là nộp mạng dành cho E-Arena rồi. Alo, Twist đang đuổi gắt quá. Hỗ trợ tí. Cộng luôn cho mình 3 điểm, thậm chí là 4. Thậm chí có thể là 4. Bên phía bên này thì Falcon có vẻ sắt là đi rồi ông giáo ạ. Rất nhiều đồ được trả đến từ FaZe, nhưng Kuresi lại bị bắt tạm mình bởi anh chàng Snaker. Cần phải có một người cover và hỗ trợ cho Kuresi trong pha này. Và người hỗ trợ rất bất ngờ lại là Sissy của E-Arena. Vâng, một tình huống tranh thủ đến từ cái tên Sissy đã đem về thêm một điểm hạ gục nữa dành cho E-Arena vào đây rồi. Một lần nữa cơ hội để E-Arena ra tay cách biệt với Twist là đây. Twist đầu game có 2 nhưng bây giờ E-Arena đã có đến 4 và vòng bầu mới cũng đã xuất hiện và nó rất thẳng về cái khu vực Army Bay của Navi giam giữ thời điểm ban đầu. Lối chơi gì đây? 3 người đi rất xa rồi, có ô tô để lại một mình ông Toshi đi bộ. Trong lúc đó thì Vali Thái đã dừng lại vị trí top 14 rồi. Hakatori là người có điểm ở gục. Bây giờ thì Toshi đây đúng là bị đồng đội bỏ rơi rồi. Toshi pha đó có khi còn không biết là mình lộ rồi, nên mà có cái dịp ngắm nghía cẩn thận thế. Quay trở lại xem nữa thì Emad đã lên tiếng rồi với một khẩu B90, nhưng bản thân Emad cũng đang gặp nguy. Lượng máu là rất khiêm tốn và đối phương thì vẫn đang còn nét dã dàng. Tai con vừa bị knock out bởi quả đếp của Ruin. Rồi thì Emad ơi, một máu còn lại đã kịp hồi phục lên mà vẫn còn chơi được đến từ cái tên Emad. Hải Saki đang cover phía sau và giờ thì bắt đầu buôn nét đến từ tên của CBR thôi. Họ không có lộ diện ra với trong bắn trực diện nữa. Đây rồi, nết bỏ nhỏ tốt đến từ Emad. Emad bọc đầu luôn và không như giờ Emad chạy đi đâu cả. Một pha chạy cắt mặt đối phương cực kỳ hay đến từ vị trí của Emad. Và bây giờ thì How Esports mới đang là đội tuyển gặp khó hơn. FaZe Clan có vẻ như cũng đã nhìn ra được họ rồi, và tiếp tục là Emad với những pha sấy. Đáng tiếc tay Ruin chưa để bị hạo bởi Emad. Bây giờ thì anh ta đã đi, nhưng Hải Saki cũng vậy. Cốt Paco đã có một pha móc máy ở đằng sau lưng Samberg Esports. Tài con của Emad cần phải tỏa sáng trong pha này, nhưng vừa nhắc tên xong thì Emad lại bay bầu. Tài con sao đây, có được cho mình điểm kill nhưng không thể cứu lại người đồng đội Emad nữa, và ngay sau đó thì Tài con cũng phải chịu gục ngã top 12 dành cho set ở trong game này. Vâng, cùng lúc này thì cũng đang rất nhiều team gặp nguy, và cụ thể đó là Blitking dừng lại ngay lập tức ở vị trí top 11 thôi. Godvi không hề có một nhịp nào ngoái lại để có thể hỗ trợ Zidane. Bỏ đồng đội xong không biết rằng là cặp đôi này có thể sống nổi hay không, vì góc họ đâm vào đang là góc của E-Arena, đại diện top 1 ở trên bảng xếp hạng. Nhưng những đại diện ở dưới góc 6 giờ thì em không nghĩ là có thể nói một điều tương tự với họ. 4 cái tên đều rất mạnh: FaZe Clan, Twisted My, VP và Legacy, những đội tuyển nổi tiếng với khả năng combat. Giờ thì họ sẽ phải tự loại lẫn nhau. QG của Virtus.pro đã nhìn ra được cái chòm đầu của Legacy rồi. Sẽ là một pha vào bò khó khăn dành cho đại diện đến từ Brazil. Bởi vì VP dù sao đi chăng nữa vẫn đang là đội tuyển có góc high ground, tầm nhìn của họ là thoải mái hơn rất nhiều. Ở diễn biến khác thì Islab cũng vừa để bị hạ gục bởi chàng lúc 12 đến TSM. Còn bên phía bên này, FaZe Clan, Twisted My. Cuộc giao chiến top 1, top 7 trong game trước lần này sẽ như thế nào đây? Example có được một mạng gục đầu tiên rồi, nhưng vẫn còn Kuresi và Example có vẻ đã bị kẹt. Không thể sủi đến từ vị trí của Example, nhưng vẫn còn Perfect Tick để có thể cover. Kuresi đang muốn tận dụng các mỏm đá được thể firm và tiếp tục là pha knockout dành cho Kuresi. Bắt tạm mình là tuyệt vời đến từ Kuresi trong pha này. Lại có thêm điểm knockout nữa dành cho FaZe Clan khi Batuli đã đi rồi. Và Lu người sống sót cuối cùng quả nết để có thể confirm mạng thôi, chứ nó không thay đổi được nhiều về các mặt thế trận thời điểm hiện tại. 3v1 dành cho FaZe Clan. Twist có vẻ như là gặp thiên địch của mình rồi. 2 game liên tiếp họ bị hủy diệt bởi FaZe Clan. Game này thì vẫn còn thoi thóp thôi, nhưng nhìn cái cách mà FaZe chơi với Twist thực sự bất ngờ so với những gì họ đã làm ngày hôm qua. Và giờ thì TSM cũng đang là một trong đội tuyển gặp khó, sẽ mất ít nhất là 2, thậm chí có nguy cơ mất tiếp khi mà Samberg đẩy lên. Và đó là một cái tham bính tuyệt vời của Samberg, nhưng một pha bắn ngay viên đầu đã vào mồm. Một mình vị trí của anh chàng Cùi làm được gì không khi mà mình gần như là bị khóa chết rồi. Tuy nhiên thì chừng đó là đủ khi mà Cùi yếu, nhưng không phải là không làm được gì cả. A Lao nằm lại và đó là dấu cho TSM luôn. Pha thi đấu vừa xong nhưng FaZe Clan đang tiếp cận vào. Họ đã nghe thấy rất nhiều thông tin từ nãy đến giờ, họ đang muốn cố gắng dọn dẹp nốt cái bãi chiến trường này. Họ vẫn còn tận 2 quả nết trên người của anh chàng Jim. Và Cùi 71 đang cứu ai slap lại. Góc đá lộ ra một pha tap cực kỳ đơn giản dành cho anh chàng Jim này. Top 8 tới từ Petricorot ở trong bản đồ thi đấu tego. Một vòng bò quá có lợi khi mà cái vị trí của họ khó bị công vào nhất và lại còn có thể nhìn được một phạm vi rộng xung quanh, bao quát di chuyển của các team khác. Ở trong đây thì FaZe Clan sau một tình huống làm khó được Twist thì bản thân họ bây giờ cũng đang không mấy là thoải mái rồi khi sắp sửa bị các thành viên Erena bắn phá vào. Twist thì vừa mất đi cái tên phân tích lần nữa và lần này thì đã là đi luôn đến từ Twist, chứ không thể thoát chết được. Top 7 dành cho Twist với 4 điểm hạ gục, một số lượng điểm khá là khiêm tốn so với những gì mà Erena sắp sửa có. Chính xác. Đây rồi, 2 điểm knockout liên tục dành cho E-Arena. Firm luôn được một mạng đến Jacob rồi, bắn rất dứt khoát 7 kill và vẫn cứ là còn nguyên đến từ E-Arena game đấu này. Tôi tin chắc cái con số 7 này nó phải ít nhất lên được trên 10. Em cũng nghĩ thế. Vâng, đã có người xông lên mở đường máu rồi, nhưng mà mở thế này thì không khác gì là nộp mạng cả. Fake nằm lại ngay lập tức bởi bộ đôi Dixie cũng như là Ibiza. Giờ thì chỉ còn lại một người chơi cuối cùng là Kuresi đã lộ thôi, thì đó là mạng tiếp theo, mạng thứ 5 dành cho VP chính xác hơn. Nhưng ngay sau đó thì Luka Đốc cũng đã nằm lại bởi tay của Jacob. Jacob vẫn còn đó là một trái nết, nếu làm tốt hoàn toàn thể là firm ngay cái mạng Luka Đốc thời điểm hiện tại. 1 nết nhưng mà anh ấy có tận 2 quả bom blue zone. Nhưng bây giờ thì người đồng đội của anh ta là Sissy thì vừa để bị knock rồi. Đây có thể là cơ hội dành cho VP để có thể lật ngược thế cờ. Và họ đang ngự trị gần như là phía bên kia vòng bo, một cái cánh mà hoàn toàn trống trải và tách biệt so với 4 team còn lại. Đúng như Anna chia sẻ, đội này bây giờ quyết định can thiệp vào bắn ai thôi, còn LFP thì cuối cùng không thể ẩn nấp được nữa, chỉ còn lại một mình và mạng lại dành cho cánh trắng Dixia. Nhưng có vẻ như quyết định của họ vẫn là một quyết định an toàn. Rõ ràng rồi, khi mà VP đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp thì thứ hạng với Genji còn sống nữa chưa dám lộ. Nhưng mà vừa nói đến Genji xong, vừa nói đến VP thì Rex vả thẳng bồng Nixia và đang tiếp tục bắn phá vào vị trí của Ibiza. Và Ibiza thiếu đúng 1 hit thôi nằm, những Navi lại can thiệp vào. Khi mà Genji đã lộ ra cánh của mình thì lập tức họ bị hỏi thăm bởi Hakatori. Ticker, vâng, những quả nết cuối cùng được trả ra và nó không tìm đúng địa điểm. Nhưng vẫn còn những tên sấy ta có thể bắn được. Ticker gặp nguy hiểm rồi, lượng nết và lượng đam được trả ra đến từ Navi lẫn VP là quá gắt. Ticker làm được cái không đây, Jacob hỏi thăm, Sissy đã bị bớ lại bởi quả nết của Lerik rồi và Ticker cũng đi luôn trong tay của Lerik. Đội của E-Arena đang bị kẹp và họ bất ngờ đổ vỡ. Lerik ở được 1 thôi nhưng lập tức bị nằm lại ngay bởi các thành viên của bên phía Navi đến từ Lerik và cả những đội khác nữa. Như vậy thì không có cái top 1 hơn 10 kill nào như mình đoán cả, và đó chỉ là một cái top 4 với 7 kill thôi. Cuộc chiến còn lại giữa 3 đội tuyển và bây giờ Navi họ đã mất 1 nhưng họ cũng đổi mạng lại là rất nhanh. Luka Đốc đang cố gắng lấy thông tin để cho vị trí của Nixie có thể tỏa sáng. Ibiza thì lại bị bắt ở cánh còn lại. Khó cho VP và đó chỉ là một cái top 3 dành cho họ khi mà Navi đã chơi quá hay ở trong pha combat này. 2v1 dành cho bên phía của team Navi và sớm thôi tình huống sẽ được đưa trở thành là 4v2. Vâng, còn xe nhưng để làm gì ở trong giai đoạn cuối này đây. Red một lần đã lộ ra, bị bắn rất gắt. Babo ngồi trên xe lao thẳng ra ngoài bo để tự sát và đã làm được đến từ Babo. Và đây là lý do anh ta lên xe, không phải để húc vào công hay để tạo đột biến đâu cả, mà để có thể lao ra ngoài blue zone cách nhất có thể. Thế này thì chỉ khổ người đồng đội thôi. Anh Rex nào, anh Rex bây giờ lộ tiếng rồi. Anh Rex đang bị đối phương hướng những quả nết vào đầu. Con nết đến từ vị trí của Federis. Rex đã rất yếu máu và cũng chẳng cần đến một quả nết nào cả. Top 1 dành cho các thành viên của Navi tại bản đồ thi đấu tego này. Một cái top 1 cũng sẽ giúp họ cải thiện được rất nhiều về thứ hạng của mình ở trên bảng tổng sắp.